Chào các bác nhá. Nay em lại mời các bác thăm lại trại ốc siêu VIP đẹp ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Hôm trước em quay là quay từ cái góc đằng trên kia em quay xuống, hôm nay em lại quay ngược từ góc đằng này quay lên cho các bác xem. Hôm nọ thì hơi cưỡi ngựa xem hoa tí, nay em mới có dịp là em đi vào đến tận gọi là cuối ao máy bay này các bác này. Đây là Từ Sơn Bắc Ninh nên nó cũng gần nên là máy bay bay rất thấp. Đây là bằng Vietjet Air đang bay lên. Đây thì đây là khu vực cuối ao nhá. Ao đây thì cây rong đuôi chó với rong đuôi chồn rồi cây thủy sinh thì gọi là quá nhiều luôn. Ở đây có cả bèo hoa dâu. Bác nào chưa biết bèo hoa dâu thì đây nhá. Đây chính là bèo hoa dâu. Đấy. Bèo hoa dâu nó như này. Giống giống đấy chưa, giống giống quả dâu chưa, đây người ta gọi là bèo hoa dâu này. Rong này là rong đuôi chồn này, đây nhá, rong như này thì được gọi là rong đuôi chồn này. Đấy, rong đuôi chồn là rong này, giống cái đuôi chồn chưa. Còn rong đuôi chó là rong này, đây đây chính là rong đuôi chó này. Đấy, đây chính là rong đuôi chó. Phân biệt ra rong đuôi chó, rong đuôi chồn đấy. Ở đây có cả rong đuôi chó và rong đuôi chồn đấy, các bác xem. Bèo thì đây mấy loại. Bèo này một số anh em có bảo bèo này bèo Nhật là loại bèo mới này. Cứng lắm, bèo đó nó không như bèo bèo tấm mình. Cứng lắm. Đấy thì này quay cho các bác xem từ cuối trại quay lên. Tí nữa cho các bác xem ốc của bên kia nhá. Ốc Nam ở đây đợt vừa rồi chết nhiều, bây giờ vẫn đang chết nhưng mà cũng còn được một ít, đang đọng lại được một ít ốc Nam. Tí các bác xem con nào mà là sống được ấy thì cực kỳ to luôn, to lắm, nhưng mà còn chết nhiều. Nói chung là chết mất chắc khả năng trên 50%, chết nhiều lắm, chết từ lúc bắt đầu còn bé bé trở đi đến bây giờ vẫn đang chết, xử lý các kiểu vẫn bị chết. Tí hôm sau các bác xem bên kia đẹp. Nói chung là nước ở ao này thì cây thủy sinh thủy xếp đây này, ốc này qua này, ốc Nam đây nhá. Cho các bác xem con này. Đấy, con này những con nào mà sống được ấy thì lại rất là to đẹp. Đây chính là mua trứng miền Nam về này. Đấy, Nam về đó. Đầu vụ đấy, tháng 2 tháng nhất là có rồi. Con nào mà ấy được như tầm này là đẩy gần như kịch này. Đây này, mép này là đẩy kịch này. Vẫn gọi là hơi mềm mềm đấy. Nói chung là bọn này mà để hết cỡ thì phải cỡ độ khoảng 20 ngày nữa là sẽ đẩy hết cỡ. 20 ngày nữa. Con nào mà lớn được thì là rất là to. Còn mà là cái độ chết thì chết nhiều lắm. Chết vút tội vạ luôn. Đây bên này hoa súng này. Cây thủy sinh nói chung là ao này cực kỳ đẹp. Sắp được bán ốc thương phẩm. Sao được bán đâu chú ạ? Chú Đức ạ. Đây. Nhưng tại sao cái chỗ này nó không có bèo thì là rong lại dễ loại màng máng này? Như nào chú? Đây cái màng máng rong này dày quá. Trắng trắng này. Rêu. Ừ, rêu. Đây là bị rêu bám. Rêu này không ảnh hưởng gì đâu. Sợ tảo tảo lam mới sợ chứ còn cái rêu thì ốc nó còn ăn ngon. Đây chỗ này đang bị rêu này. Ừ. Chú không thấy ốc đang ăn rêu kìa. Đây, ừ, thế chỗ không có ốc thì lại không có. Kìa con ốc đang ăn rêu. Nước này có phải được không ạ? À? Nước đẹp rồi, nhìn ốc bóng là đẹp rồi. Nói chung là những cái loạt ốc Nam kia của chú, con nào lên tầm này vẫn còn tồn tại được là nói chung là ngon. Đéo nó vỡ mẹ chỗ này này. À bờ này nó vỡ sông này. Đấy vỡ sông đấy. Đâm ra không bị ngon nành rồi. Vâng. À, còn con nào lên là bóng lắm, bóng tứng luôn. Đây đổ tầm 10 sao là xuất được nhỉ? Vâng. Tầm này độ 20 ngày nữa là xuất được chú ạ. Chú xuất lọc được rồi. Lọc con to xuất trước. Cái đội này cũng ốc Nam này khó nói lắm. Nó cứ chết dần trên mỏ. Nó chết mà. Bây giờ vẫn đang chết mà. Ừ, vẫn đang chết. Như từ hôm xử lý thuốc giờ là đỡ hơn cho chú. Đỡ nhiều rồi. Đỡ hơn chứ nhỉ. Ừ. Bài đấy mà còn không đỡ thì còn bài nào đỡ được nữa. Hết bài đấy nhỉ. Bài đấy là thôi gọi là có tí dắt lưng. Kinh nghiệm dắt lưng thì thấy
các chú như này không chia sẻ cho thì bao giờ. Đây này anh em này, đây bóng đẹp nhỉ, vỏ rất là bóng đẹp. Con nào lớn được lên thì lại cực kỳ lớn nhanh, nhưng mà có những con đây cái loạt này như này là cũng đang hơi ở cái ngưỡng nguy hiểm, ngưỡng nguy hiểm. Con nào lên thì rất to nhá. Đây này, bọn to như này vẫn đang bắt đầu bành đây này. Đấy, nó đây như này, thế. Đây này, chú Đức này. Ừ. Mồm chóe hết cả ra. Đấy, mồm chóe cả ra. Thế dậy. Bọn này là nguy cơ cao, thuộc nhóm nguy cơ cao. Đấy, con này là chết rồi đấy. Con này chưa chết. Nhưng mà con này có vẻ như là ốc từ năm ngoái sao? Ừ đúng rồi. Nhờ. Con này vượt đông đây này. Ừ. Con này vượt đông đến đây, bắt đầu vượt đông thì ra đến đây này. Đúng rồi, nó năm ngoái, ốc năm ngoái. Đây con này có năm ngoái. Nó dày vỏ thế. Con này là vượt đông. Con này mới là ốc tơ của năm nay này. Ừ. Thế mà dậy. Nhưng mà tên này đây, tên này đang bồng bềnh đây. Đấy. Nhả nhớt đây này. Đấy, nhả nhớt đây. Bồng bềnh ấy, vẫn bị chết đấy. Ốc nam đây này. Đấy. Nước thì quá đẹp luôn. Ốc nam đấy. Ôi chú, cái ốc lở cái chú vớt ra, chú vặt cái rong đuôi chó này, ốc ăn ác lắm. Ăn chứ chú, nó ăn mạnh mà. Đây này anh em này, ốc này. Đấy. Con biêu. Đây là biêu, biêu. Nhìn rất mình tưởng ốc to này đúng rồi. Đùa. Biêu vàng. Đấy, còn đây là ốc nam đấy. Ê, cày. Nhiều khi là bảo là không hẳn là không nuôi được nhá. Nói mà cái tỷ lệ chết nó cực kỳ cao anh ạ. Con nào sống được thì nó như này. Ở đây thì nước rất là đẹp nhá, nước này. Cái chất nước này nhìn con ốc nó bóng đẹp như này nhưng mà. Đây nha. Anh em cứ nhìn những con ốc này xong so sánh ốc Bắc nhà mình nhá. Đấy, ốc nam này. Trăm trăm ốc nam đấy. Đấy. Đẹp thế chứ, như sơ hương. Nhưng mà nó do cái chất nước của chú đây thôi, chú giữ xử lý tốt được ngon lành. Cây thủy sinh nhìn này mà sao ốc không đẹp. Nước chả có mùi gì cả. Thơm phức đúng không? Thơm. À. Cây thủy sinh quá đẹp luôn, khắp cả ao, siêu VIP. Hôm trước bảo là siêu VIP, một số bác bảo VIP như nào ở đây, VIP như này đây. Anh em có cái mô hình nào như này không? Anh em có mô hình nào như này chia sẻ cho mọi người cùng xem. Em cứ hay đi em thấy cái mô hình nào đẹp để em quay. Đây này, đây là bốn con chín nữa này. Đấy, bốn con chín này vàng ươm. Ốc vàng còn bóng tấn nữa này. Đấy, từ ngày vỡ bờ nó mới có nhiều ốc bươu vàng này chứ. Nó tràn ốc bươu vàng vào. Không, không có một con nào rồi. Như thế mà. Dạo này đang cho ăn lá sắn nhiều chú. Tôi đang cho ăn lá sắn. Bây giờ nó dọc ngứa. Đây này, học phí của ốc nam đây này anh em này. Nó cứ chết dần như thế đấy. Nó cứ lên tầm này là chết này. Chết tỉa. Nhiều khi cũng không thích tranh luận với lại anh em ở trên hội đâu, nhưng mà đây này. Đấy. Chết dần chết mòn. Đây là trực tiếp là chú Đức là người nuôi ở Từ Sơn Bắc Ninh ấy là đấy, để nó cho lên dần chết dần đây. Cho chia sẻ cho anh em, lúc lại cứ bảo là mấy ông bán trứng bán giống thuần miền Bắc thì lại cứ chê miền Nam như đây này, nó như này này. Chết chết thùm nọ rồi bây giờ nó mới thối ra nó mới nổi. Đấy. Học phí đây. Trại này là học phí đầu vụ là hơn 100 triệu nhá. Bảo là không chết đâu là anh em là đừng có ngụy biện đấy để cho nó khổ người chăn nuôi ra. Nước sạch. Cái này là mất tiền của anh em nhưng mà không thuốc, đâu. Thuốc liên tục mà còn bị chết. Xử lý liên tục đấy. Ốp nhau xử lý liên tục mà vẫn còn chết. Chứ đừng có tưởng là nghiêng con nào là vớt lên để xử lý đấy. Ngay lập tức mà vẫn chết. Đây này. Số còn lại những con nó không hẳn là chết hết anh em nhé. Đây là vẫn còn. Vẫn còn nhiều lắm. Vì là đây là chú thả quá dày nên nó vẫn là chết không xuể. Nó chưa chết hết nhưng mà nói chung là vẫn còn thu lại được một ít. Coi là 10 phần chỉ còn, đến cuối cùng chỉ còn 30 phần thôi. Đấy, đây, em nhặt một số cho các anh em xem. Chết mất nó tầm 70%. Đấy, đây nha, 100% là ốc nam cho anh em xem nhá. Đấy, hình dáng. Đây này, hai con ở giữa này là hai con học phí này, còn hai con này là hai con sống này. Đấy, sáng này hớt rồi mà vẫn còn. Đấy, con nào mà sống được thì lại rất là bóng đẹp. Chứ không phải là không hẳn là cứ bảo là nó chết ấy này, nhưng mà đây này cứ lên bắt đầu từ ấy nhà chú nhà bắt đầu ngón tay nhỉ, ngón tay bắt đầu ngón tay là chết, bắt đầu từ ngón tay là chết liên tục. Con tầm này vẫn đang đẩy vỏ đấy này. Bé bé thì này không sao nhưng lúc ngón tay đổ lên rồi đấy. Từ tầm này bắt đầu lắm bệnh lắm, nó chết nhiều. Là ốc nam thì cũng một số là vẫn sống được nhưng mà lại loại chết cái nhiều thằng, quá cái thằng ở trong sơn nó ra đây xin rong. Vâng. Kính ạ. Vâng.
Thế này có, nó có thằng bạn ở Nghệ An rất là thằng rất mối nuôi nuôi ốc sao ấy. Nó ra bảo ôi ốc này chú sao nó thế lào nó là thế. nhìn nó khác Ừ, nhìn nó khác, ốc này cháu nó đen đen cơ. nhìn nó khác Đấy. Mà đuôi đít nó dài. đấy, những con nó sống được thì nó như này. Bọn này độ 20 ngày nữa là tỉa được rồi chú ạ. Đây này, loại này độ 20 ngày thôi là tỉa. Đẹp nhỉ. Tầm này chắc được khoảng tầm độ 35 con một cân. 35 37 con gì đấy. Lúc vớt lên để Nó nhẹ lắm, xử lý chưa chưa đầy mình. chưa chưa chưa, chưa đầy mình lắm. Chưa đầy, chưa đầy. Đây này, vỏ cái miệng của nó đẩy nhưng nó vẫn còn đang mềm 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 mềm. và nó chưa hết cỡ. Nói chung là có khoảng độ 20 25 thậm chí một tháng nữa là bán thì nó được đồng cân hơn, bởi vì lúc đó nó đã dày vỏ nó nặng. Chứ tầm này mà bán sớm lúa non này thì hơi phí. Bình thường đáng nhẽ có khi nó 30 con một cân, mình bán cái tầm non này thì nó khi nó phải lên đến 37 con, 40 con. Công Tự dưng mất toi thêm 10 con. thế thì sau nó ra xem ốc con này mà ốc này của chú người là ốc Bắc này Vâng, nhìn thấy khác nhau ngay. ra đây bảo ốc nhà chú Đây này. ốc màu màu gì Đây anh em nhìn này. Con như này nhá. Con này là đấy, ốc Nam đây. Rất là to, nghĩa là con nào mà sống được lên thì lại cực kỳ to luôn. Còn những con nào mà ra đi chắc phải đến tính bao phần trăm chú nhỉ? nó phải mất coi là nửa rồi Nửa nhỉ? ừ. Hơn nửa, cháu nghĩ là hơn nửa. nửa hơn nửa đấy Đấy, có 55-60% bị ra đi đấy. nếu đến lúc xuất hết là phải mất 70% 70% đấy. Chỉ còn được 30% thôi. Đấy, mà đầu tư hơn 100 triệu ban đầu đầu vụ ấy, của năm 2023 này đấy. Thế đầu. Đây, còn đây là khu vào đây là anh em xem hơi chóng mặt tí nhá, vì nó ở trên phao nó đi hơi bồng bềnh. Em đi em hơi ghê chân đấy. Con đi quen là ghê chân. Đó, nó bồng bềnh lắm, đây này. Ra đây thì nó ăn thảo đó, rau đây rồi. Là ốc này là lấy trứng của kính đấy. Vâng. Đây, loạt. Mà màu ốc nó đen xì đẹp. Đây, trứng của kính đây. Đây, trứng của kính như này. Đấy. Đấy. Nó đen nó dài đít dài kia mà. Khác nhau hẳn chú nhỉ. Ừ, khác nhau. Thế đầu nhỉ. Thằng đít ngắn trần, thằng đít nó dài, nó bé, nó đã dài mà này. Nhiều con nhìn có như ốc bươu vàng ấy. Đấy. Đây này. Đây trứng của em. Mà không biết nó là loại gì. Em cấp trứng cho đây, tầm này bọn này là chắc 3 tuần rồi chú nhỉ. Ừ, tầm 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 đấy rồi. À, 17 đến 23 ngày thì khoảng đáng đáng đấy. chừng. Mình lại không không ghi giải đấy, nữa. Loại này đang hạt hạt ngô hạt lạc hết rồi. Trông khỏe lắm, ăn rau rau cả đi về nghe đây, ăn rau rau rồi. Khỏe không? Đấy, trong này này. Trong anh này là khu nuôi chó nhiều lắm nên là bèo nó không ăn. Và khu nó thích ăn rong mà chú. Rong nó mềm ấy. Đây, mới lại hết rồi này. Mới lại cơ bản là cái rong của chú thì cái bèo của chú thì nó lại là bèo hoa dâu nhiều. Hoa dâu. Hoa dâu thì lại đắng. Nó không không khoái lắm. Thế bây giờ bảo bà đi hớt hớt bèo tấm đấy. Bèo tấm nó thì ngon. Đây này, anh em này. Nó bám vào cái lá súng này. Đấy, đen luôn vào cái lá súng. Lá súng thối lại ăn cơ. Nó mềm, bây giờ tầm này mới mềm chú ạ. Còn cái lá súng tươi ngoài kia là chưa mềm đâu, có loại rung ruỗng này nó mới mềm này. Đấy, thế như này, tầm nó như thế này nó ăn kinh lắm. Vâng. Đấy. Là giống giống củ loạt, kính ấy. Loạt này là đang ươm ở đây, ươm để chờ cái loạt ốc Nam kia bung hết được, thu được ốc Nam kia thì bung bọn này ra là vừa. Đúng rồi đấy, tính như thế. Tính hết cái đoạn ốc Nam thì đấy, anh em nhìn thấy gần từ đầu ao này sang cái tí tắp đằng bên chỗ em đứng lúc nãy rồi, bây giờ lên kia cái rộng lắm. Mang trứng về chú đang bảo là để làm bố mẹ một ít đấy được không? Được chú. Là kịp không? Kịp chứ. Tầm này là xem nào. Tập ôi cái loại trứng này trứng cho đã ấp dở đấy. À thế. Vì là Tuấn nó bảo là lấy đủ cho nó khoảng tầm 20 cân nên cháu bảo tôi lấy cả của nhà đang ấp dở ra, thì cái loạt này chỉ có cái buồng chắc độ 3 4 ngày nữa là nở. À thế. Chuyển đen rồi mà. Ừ. Thế còn còn cái loạt này là chắc khả năng độ hôm nay là bao nhiêu âm chứ nhỉ? Hôm nay là 25 âm. 25 âm thì cứ cho là khoảng đến mùng 10 nó nở hết. À dạ. Khoảng đến mùng 10 thôi. Không đến mùng 10, khoảng độ mùng 7 là nở hết rồi. Mùng 10 và nửa tháng. Đấy vùng 7, mùng 7 là nở hết rồi. Mùng 6, mùng 7 gì đấy là sẽ là nở hết thì chục ngày. Yeah. Thì cái loạt đấy là vừa đến lạnh là vừa đủ xấp xỉ 5 tháng. Thế là ủ đông được ấy. Là qua đông được. Được thế, rồi đến cái đấy phải cho trắng riêng nhỉ. Cái bài bài qua đông thì cháu lại hướng dẫn sau. Vâng. Đấy. Cái này trông khỏe mạnh lắm. Được, nhìn nó khỏe mạnh này nó yên tâm.
xuống mà nó cứ bành hết như cái đợt dạo trước, loạt trước xuống mang trứng xuống thấy nhìn nó cũng chán. 15 cân mà nó cũng chết, nhưng mà được bao nhiêu trứng và bao nhiêu con. Bên này là bên này có ươm không chú nhỉ? Không. Không. Có bên kia thôi nhỉ. Còn đây là sau cái là hạ này xuống này để chào cô nhá. Vâng. Cho trứng xuống. Gió về này. À giờ về. Ê, cô đi quen, cô đi được cả cái chỗ đấy, cháu mà đi đấy chắc là cháu chìm rồi. Nhìn nó bồng bềnh. Đấy, đi quen rồi. Vâng. Mấy triệu rồi được bao nhiêu này. Đấy kìa, 100 triệu rồi. 35 triệu được một tí tí. Đấy. Thôi làm nào, học phí nó có nhiều khi làm ăn nó không gặp thì phải chấp nhận thôi, làm nào. Thế là mình chưa gặp được duyên. Làm ăn nó không gặp thì phải chịu thôi, làm nào. Thả ra đây, bung ra đây nhanh phết này. Nhanh mà, cháu nhìn hạt ngô hạt lạc hết rồi. Rồi đây. Chú bung ra là nhìn nhanh khối. Nhanh khối này. Bung vì nên bung ra sớm. Đó. Đây là mới bung ra đây, nhưng còn tới đây mà bung ra hẳn cái ao rộng này thì chết kính ạ. Vâng, đúng rồi, nó chật quá cậu. Nó chật quá, nó ăn nhiều. Nhìn cô ấy đâu có bị chết đâu. Cái thằng ốc non này thì đặc biệt là kiểu nó ăn ấy, xong nó thải ra cái phân thì nó lại nổi cái váng ở ngay trên bề mặt ấy. Xong nó nhả nhớt với váng với phân nó quện trên bề mặt, mình không biết té nước là nó sẽ ô nhiễm ở trên bề mặt. Đấy, xong ăn lại nó bị. Thế thi thoảng mà thấy nó cứ nổi váng ấy là chú phải lấy tay chú tạt. Đấy, lấy tay khua hoặc tạt để cho nó tan cái váng ấy ra. Thì nó không bị đọng cái phân với lại cái dãi nhớt của nó. Đẹp mà, cháu vừa xem ở đầu bên kia rồi. Ốc rất là đẹp. Thế là yên tâm rồi. Đây có mấy triệu mà được cần này, ốc kia mẹ ba mấy triệu, 35, 36 triệu được có tí. Đấy là học phí hết nhiều hơn thì con ốc thì nhiều. Ốc thì được ít mà học phí thì được nhiều. Trời này oi nhỉ, kinh nhỉ. Này oi. Kinh rồi. Đây là cái dòng chó chân lá rất dài ăn chụp mẹ hết rồi. Vâng, nó thích ăn lá rong mà. Ê, ăn kinh thật. Nó thích ăn rong nuôi chó hơn là rong nuôi chồn. Ừ. Rong nuôi chồn này hình như có vẻ cảm giác cứng hơn. Ừ, nó cứng. Cứng hơn. Ở đằng kia còn đang đặc quá. Vâng. Bảo cắt, ông bảo cắt. Dày, cái thực ra thì sau này nếu mà cho ốc ra nó bung ra thì nó ăn thì cũng trụi. Ăn trụi nhỉ. Yeah. Nó ăn tốt lắm, vì cái có sẵn cái vừa là thủy sinh vừa là thức ăn luôn. Đây là cái chỗ thằng nó đặc này kẹt chỗ, luôn chỗ này là chỗ nuôi chồn. Vâng. Bên đây là đuôi chồn với góc kia, ở cái nãy cháu xem ở cái góc bên kia thì đuôi chó nhiều, chỗ bên này đuôi chồn. Vâng. Đây là ốc là cái lúc chết dần. Chết mà. Chết tỉa. Các bảo con nào mà to được thì rất to. Đây này, như thế này vẫn đang bềnh như này anh em này. Đấy. Đây. Bềnh đấy. Đấy, vẫn còn bị ốc bành. Nam đấy, như này vẫn còn chết đây này. Ui không với được sao. Ốc không ngã đấy. Đây được rồi, cho với được. Đây nhá, nào. Chuẩn ấy chưa, các bác sĩ bắt bệnh có chuẩn đường ruột chưa? Chóe hết mồm này. Vẫn cứ bị. Mà nước nhà mình có ấy lắm đâu. Kiểu nó thế, nó không hợp với lại cái thổ nhưỡng khí hậu của mình. Rồi, em dừng video nhá. Em hôm nay là khoảng tháng em lại quay lại em thăm, hôm nay lại mang cho chú mấy chục cân trứng lại quay lại cho anh em xem. Đấy, tham khảo tí anh em trao đổi chia sẻ tí, anh em nào có câu hỏi hay là anh em có ý kiến gì thì mời các bác cứ bình luận xuống dưới để anh em mình giao lưu nhá. Thôi em dừng video đây, chào các bác nhá.